Tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phục hồi từ đầu năm đến nay, kéo theo nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực gia tăng. Đây là tín hiệu khả quan đối với thị trường lao động. Song, việc tuyển dụng của các doanh nghiệp lại rất khó khăn, nhất là nhân lực có tay nghề chuyên môn. Theo Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thời điểm này, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang có nhu cầu tuyển dụng hơn 12.150 lao động ở nhiều ngành nghề, trong đó 55% lao động có yêu cầu về chuyên môn tay nghề. Tuy nhiên việc kết nối và tìm được ứng viên phù hợp rất khó. Để có nguồn nhân lực, ngoài phối hợp với cơ sở đào tạo nghề để đặt hàng hoặc tuyển dụng ngay khi sinh viên còn trên ghế nhà trường, các doanh nghiệp còn chấp nhận tuyển dụng người lao động chưa có tay nghề để tổ chức đào tạo. Hỗ trợ các doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang nâng cao chất lượng công tác đào tạo, dạy nghề theo nhu cầu thị trường doanh nghiệp, chú trọng công tác định hướng giáo dục nghề nghiệp cho học sinh theo hướng phát triển kinh tế của tỉnh.